Xin chào các bạn, mình đi mình đến erlingss.com. Nay chúng ta sẽ vào học thứ 16 từ vựng tiếng Pháp. À la gare, resting on the train, lên tàu. Le train à destination de Paris part dans 10 minutes. Le tàu đi về Paris sẽ khởi hành trong vòng 10 phút. Đến bắt đầu la voie du quai numéro 5. Nó khởi hành ở cái quai, ở cái đường ray số 5. Avant de monter dans le train, je dois comporter mon billet. Trước khi lên tàu tôi phải duyệt cái vé của tôi hay là bấm lỗ cái vé của tôi. Je mets mon billet dans un computer. Tôi để cái vé của tôi trong một cái máy bấm lỗ. Le computage est obligatoire. Quá trình bấm lỗ là bắt buộc. Dans le train, il y a un couloir latéral. Trong tàu thì có một cái hành lang bên. Il y a des sièges séparés par un couloir central. Có cái ghế chia rẽ được phân ra bởi một cái hành lang trung tâm, hành lang chính. Les sièges sont inclinables et sont une table repliable. Inclinable là có thể nghiêng được, repliable là có thể gấp lại được. Les sièges réservés une place réservée dans le train. Tôi có một cái ghế ngồi đặt chỗ trước trong tàu. Mon siège et dans le wagon, la voiture numéro 5, c'est un compartiment fumeur ou non fumeur. Cái ghế của tôi thì trong cái khoang thứ 5, mà đó là một cái khoang hút thuốc hoặc là không hút thuốc. Các bạn đi về chỗ trống, s'il vous plaît. Câu trả lời như sau. Le train va partir tout de suite. Il faut aller sur le quai immédiatement. Tàu sẽ khởi hành ngay lập tức. Cần phải đi tới cái ca, cái đường ray số, đường ray ngay lập tức. Avant de monter dans le train, il faut comporter mon billet en le mettant dans le computer. Trước khi lên trên tàu, cần phải bấm lỗ cái vé bằng cách là đặt nó vào một cái máy bấm lỗ. Dans le couloir des wagons, la première classe, il y a quatre sièges. Trong cái khoang của cái hạng nhất thì có bốn ghế. Dans le compartiment de deuxième classe, il y a 8 sièges. Trong cái khoang hạng 2 có 8 ghế. Merci de votre attention.